Dạ em xin kính chào quý anh chị khách hàng nhé. Dạ hôm nay bất động sản Hạnh Nguyễn xuống tiếp tục quay cái dự án La Villa Win City. Tại vì cách đây 2 hôm thì chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh mới bung ra thêm 50 sản phẩm nhà phố, các căn còn lại của dự án La Villa Win City nhé. Thì trước mặt quý anh chị khách hàng đây đó là cái căn B305. B305 này thì giá là 4.698 nha anh chị nhé. Đấy, nó liền kề sông, đằng sau nó là sông Vàm Cỏ nha anh chị nhé, rất là mát, thoáng mát. Và đây là cái đường phân khu Bắc này, cái đường em chỉ đây là đường phân khu Bắc nhé. Đấy thì hôm nay em giới thiệu cái căn này là giá 4.698, đây là giá của chủ đầu tư anh chị nhé. Và xíu nữa thì em cũng xin phân tích cho quý anh chị khách hàng biết thêm thông tin cũng như là về chính sách thanh toán đợt này luôn nha anh chị nhé. Đấy thì chính sách thanh toán đợt này nó rất là ưu đãi nha anh chị nhé. Khi mà mình cọc á, mình cọc đủ 100 triệu ấy, thì chủ đầu tư trong vòng 24-8 tiếng ấy, thì chủ đầu tư tặng cho mình là chủ đầu tư tặng cho mình là 3 chỉ vàng nhé. Khi mà quý anh chị khách hàng mình thanh toán kiếp đồng, thanh toán đúng thời hạn á, đúng thời hạn 10 ngày kể từ khi mình đặt cọc thì sẽ tặng thêm 5 chỉ vàng nhé. Tặng thêm 5 chỉ vàng. Đấy. Và đợt này thì quý anh chị khách hàng mình có thể là thanh toán 20%. Số còn lại mình thanh toán chậm trong vòng 24 tháng nhé. Tuy nhiên thì từ cái đợt mà thanh toán 20% không lãi suất, từ đợt 1 đến đợt 12 thì mỗi tháng anh chị chỉ cần đóng 1% thôi nhé. Đấy, mỗi tháng anh chị đóng 1%. Và đợt tiếp theo là từ cái đợt 14 đến đợt 16 thì mỗi tháng anh chị đóng 5%. Và tiếp tục từ đợt 17 đến đợt 24 ấy, tức là đợt cuối cùng ấy, thì mỗi tháng mình đóng 6% nhé. Còn lại thì 5% khi mình nhận sổ là mình đóng luôn. Đấy thì chính sách thanh toán nó như vậy. Và hiện tại bây giờ thì chủ đầu tư đang bung ra với những cái sản phẩm cuối cùng và những cái vị trí cũng như là gần như là xuất sắc nhất dự án nha anh chị nhé. Đấy thì đây là cái căn B305. Đấy và mặt của nó là mặt hướng về đông nam anh chị nhé. Đấy, gió rất là mát, gió là sông Vàm Cỏ thổi dô rất là mát nhé. Ở đây thì không khí cực kỳ trong lành, yên tĩnh, mát mẻ. Và đặc biệt thì ở đây thì anh chị, nếu mà anh chị xuống đây tham quan thì anh chị có thể thấy ở đây là được gần 60% là khách hàng đã hoàn thiện nhà và ở rồi. Đây quý anh chị thấy nhé. Đấy, gần như là hoàn thiện nhà ở rất là nhiều rồi, cho nên là anh chị về đây có rất là nhiều hàng xóm láng giềng mình ở đây, rất là vui. Đấy, đặc biệt thì những cái căn nhà ở dưới này thì anh chị chọn mua để mà đầu tư hay là an cư đều tốt nhé. Nhưng mà khu vực này thì an cư nó sẽ phù hợp hơn, bởi vì ở đây không khí rất là trong lành, xa thành phố, xa nơi sản xuất, rồi xa những cái khu chế xuất khói bụi. Đấy, ở đây rất là yên tĩnh nhé. Và đặc biệt thì nó đối diện với trung tâm hành chính của tỉnh Long An nhé. Đặc biệt nữa thì nó liền kề ngay Vin Aon Tân An nha anh chị nhé. Aon thì cách đây có 400m thôi. Đấy thì anh chị có thể là sau này là anh chị về đây nó có đầy đủ những cái tiện ích trong dự án cũng như là ngoài dự án, có thể là phù hợp với tất cả các quý anh chị khách hàng. Đấy, nếu mà đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đây thì mất khoảng từ 30 đến 45 phút nha anh chị nhé. Nó sẽ có hai tuyến đường đi. Một là anh chị đi quốc lộ 1A, gặp ngay cái vòng xoay Tân An là anh chị rẽ tay phải vào quốc lộ 1. Và đi qua cái cầu Tân An cũ thì mình sẽ thấy dự án nằm bên tay phải của mình luôn. Còn nếu anh chị khách hàng mà mình đi cao tốc xuống thì mình sẽ xuống rẽ ngay lối rẽ của Tân An nhé. Mình đi vào quốc lộ 62 và mình đi vào cái đường Hùng Vương nối dài. Thì đối diện cái đường Hùng Vương nối dài là cái dự án La Villa Green City anh chị nhé. Đó, thì anh chị nào mà có nhu cầu đầu tư hay là an cư thì alo cho em. Và đặc biệt thì anh chị nào mà mua nhà mà có nhu cầu hoàn thiện luôn thì cũng alo cho em sẵn sàng hỗ trợ cho quý anh chị khách hàng nhé.